Hello anh em nha. Hôm nay con hàng cực kỳ hiếm luôn. Nói chung là kể cả tính ở Việt Nam mình rất là hiếm anh em ạ. Đó, CBR 600 24. Ngay sau lưng anh em đây. Rồi ok, để mình quay cho anh em coi nha. Let's go.